Anh chị có hẹn trước với bác sĩ chưa ạ? Tôi có gọi điện đặt lịch trước với bác sĩ rồi ạ. À dạ vâng, để em dẫn anh chị và cháu lên ạ. Đừng lo lắng chị. Đi, có bác đây rồi. Nào, bác cháu mình đi. Bác cảm ơn Phương. Buổi đầu tiên gặp mặt mà Phương đã cho bác biết nhiều thông tin về con. Hy vọng bác cháu ta sẽ hợp tác với nhau tốt hơn nhé. Món quà nhỏ này bác muốn tặng cho Phương. Trong này có những điều bác muốn Phương lần lượt thực hiện. Sau gặp lại nhớ kể cho bác nghe những việc cháu làm nhé. Bây giờ bác có chuyện muốn nói riêng với mẹ cháu. Phương, hai bác cháu mình xuống kia chơi, đợi mẹ một lát nhé. Con bé nhà tôi thế nào rồi bác sĩ? Tôi thấy lo quá. Cháu không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Dĩ nhiên, có những vấn đề chúng ta cần quan tâm, còn phải làm thêm cho cháu một vài liệu pháp nữa. Nhưng có thể nói, cháu có biểu hiện trầm cảm nhẹ. Con bé liệu có phải nhập viện không ạ? Hoặc là bác sĩ có thể kê đơn thuốc cho cháu? Thuốc tốt và đắt cũng được ạ? Liều thuốc tốt nhất của con chính là mẹ của con đấy. Vậy tôi phải làm gì bây giờ ạ? Mong bác sĩ cứ chỉ dẫn, tôi có thể nghỉ việc để ở nhà chăm sóc cho con bé. Mẹ phải bình tĩnh và mạnh mẽ. Phải thay đổi mình trước mới là điểm tựa vững chắc cho con. Vâng ạ. Bọn trẻ bị áp lực học hành, dễ căng thẳng, mà cách quan tâm của chúng ta đối với chúng thì lại chưa đúng. Nhưng có thể căn chỉnh lại được mà chị. Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ. Bác ơi, con ra ngoài chơi thoáng nhé. Con ra chơi cho thoải mái. Bác sĩ bảo thế nào? Bác sĩ nói là con bé nó đang có biểu hiện của trầm cảm nhẹ. Mỗi tuần đến đây một buổi, khoảng 4-5 buổi thì sẽ ổn ạ. Thế có cần phải mua thuốc gì không? Để anh đi mua cho cháu. Bác sĩ nói là chưa cần phải mua thuốc. Mà kể cả bệnh nhân nặng thì tỷ lệ thuốc cũng chỉ chiếm không đến 10%. Về cơ bản thì người thân vẫn phải hỗ trợ bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thế em yên tâm rồi.